quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Mi làm điều trả ơn Khắc Hưng, quá khứ từng vừa ăn vừa khóc trước mặt đồng nghiệp. Với vai trò giám đốc sáng tạo cho album đầu tay của Khắc Hưng, Mi xem đây là sự trả ơn bởi cô từng được nam đồng nghiệp giúp đỡ rất nhiều trước đó. Khắc Hưng gây chú ý khi bật mí vào ngày 30 tháng 11 sẽ trình làng album đầu tay mang tên Người lạ trong mơ. Theo tiết lộ của nam nhạc sĩ, Min, người bạn thân thiết giữ vai trò giám đốc sáng tạo cho dự án đặc biệt của anh. Trước đó, giọng ca Đừng yêu nữa, em mệt rồi cũng từng đảm nhận vị trí này trong các sản phẩm âm nhạc cá nhân. Trước khi Khắc Hưng nhỏ Trước khi Khắc Hưng ngỏ lời, Min cũng từng đảm nhận công việc này cho các sản phẩm cá nhân. Những MV, bộ ảnh do chính tay nữ ca sĩ lên ý tưởng đều nhận được nhiều lời khen ngợi bởi tính sáng tạo và thẩm mỹ cao. Cũng nhờ vậy, Min nhận được khá nhiều lời mời làm giám đốc sáng tạo cho các sản phẩm đến từ nhiều nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, cô đều từ chối. Trong tương lai, Min cho rằng đây có thể là con đường dài để bản thân phát triển và theo đuổi. Vì vậy, cô sẽ cân nhắc nhận lời mời làm thêm nhiều sản phẩm cho các đồng nghiệp khác. Nói về lần hợp tác với Khắc Hưng, Min chia sẻ, không có Khắc Hưng cũng sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Do đó, ngay khi nhận được lời mời từ Khắc Hưng, tôi lập tức đồng ý. Đây là cơ hội để mình có thể thỏa sức sáng tạo và cũng là điều tôi mong muốn làm suốt bấy lâu nay. Dù rất bận rộn với những dự án cá nhân, song Min không cảm thấy việc nhận lời làm giám đốc sáng tạo cho bạn thân là một sự hy sinh đặc biệt. Cô nói suốt 10 năm qua, Khắc Hưng đã giúp đỡ mình trong sự nghiệp nên việc hỗ trợ anh cũng là điều cần làm. Bên cạnh đó, Min cũng mong muốn nhạc sĩ thoát khỏi hình ảnh thường thấy để bộc lộ cá tính, mang lại sự mới mẻ hơn cho khán giả. Về những hình ảnh xây dựng cho Khắc Hưng trong album, nữ ca sĩ lấy ý tưởng từ chính tính cách thật của người bạn mình, là một người hướng nội nhưng luôn ẩn chứa sự nổi loạn bên trong. Tôi đã nói với Hưng là, Hưng ơi, hay lần này hãy thoát khỏi những hình ảnh thường thấy, hãy show cho khán giả thêm nhiều cái cá tính của mình hơn đi, thử sức với những layout make up tông đỏ, có những vẻ trắng. Cuối cùng, cả hai đã thống nhất như thế và tạo nên một bộ ảnh khá xinh xắn, Min nói. Ngoài ra, Min cũng chia sẻ về quãng thời gian chật vật với sự nghiệp, đó là khoảng thời gian rất lâu về trước khi tôi chật vật với âm nhạc và cả cuộc sống nữa. Có lúc tôi đã vừa ăn vừa khóc trước mặt Khắc Hưng. Tôi không nhớ rõ Hưng hôm đó cảm thấy thế nào, nhưng tôi nhớ kể từ hôm đó Khắc Hưng luôn ở cạnh và cho mình lời khuyên, giúp đỡ mình trong những sản phẩm âm nhạc. Cứ như vậy mà cả hai cùng nhau đi trong suốt 10 năm qua. Ngược lại, Khắc Hưng cũng cảm thấy rất biết ơn và may mắn khi được Min đồng ý hợp tác trong dự án lần này. Anh nhận định Min là người rất lý trí và kỹ tính, luôn duyệt qua hết tất cả những hình ảnh, chi tiết nhỏ để đảm bảo mọi thứ được chỉnh chu nhất. Khắc Hưng cũng cảm thấy rất tự hào về gu thẩm mỹ của người bạn thân. Trước đây, khi xem những MV Min tự tay lên ý tưởng và sản xuất, tôi luôn cảm thấy rất ngưỡng mộ. Những MV của Min không chỉ đẹp mà còn rất độc đáo và sáng tạo. Nhiều khi tôi cũng thấy bất ngờ khi cô bạn thân trông hiền lành, nhút nhát của mình lại có những ý tưởng hay ho đến như vậy. Thế nên là lúc chọn người làm giám đốc sáng tạo cho album lần này, tôi đã nghĩ đến chị. Chị ấy còn là người rất hiểu tôi nên chắc chắn là không có ai phù hợp hơn Min cả, ca nhạc sĩ nói. Min tên thật là Nguyễn Minh Hằng, cô sinh ngày 7 tháng 12 năm 1988 tại Hà Nội. Năm 13 tuổi, Minh Hằng sang Đức định cư cùng gia đình. Cô được biết đến với xuất thân trong một gia đình gia thế. Cô đã có hơn 9 năm học tập tại Đức, nữ ca sĩ từng là chuyên viên sản xuất phim và sản xuất đồ họa. Phía gia đình gặp biến cố bất ngờ, nữ ca sĩ đã trở về Việt Nam và bắt đầu con đường theo đuổi đam mê. Minh Hằng lấy nghệ danh là Min khi bắt đầu theo đuổi con đường âm nhạc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.